Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Quyến Phán Thứ 28 lúc bấy giờ Ngài Phổ Hiền Bồ Tát dùng chứng thần thông từ tại quy đức danh văn cùng vô lượng vô biên bân khả xưng chỗ chúng đại Bồ Tát từ phương đông mà đến các nước đi ngang qua cấm đều rung động dưới hoa sen bao trội vô lượng trăm nghìn muôn ứng ca thứ kỷ nhàn lại cùng vô số các đại chúng trời rồng giả xóa can thắng bà tu la ca lâu la cẩn na la ma hầu la già dân phi nhân vân vân vây quanh đều hiện chứng uy đức thần thông nên gọi ta bà trong núi kỳ xa quần đầu mần lầy thân thính ca mâu ni phật đi quanh bên hữu bảy vòng bạch phật rằng thế tôn con ở nơi nước của đức bảo uy đức thượng vương phật xa nghe gọi ta bà này nói kinh pháp hoa nên cùng với vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức chúng bồ tát đồng đến để nghe thụ cuối mong đừng thế tôn nên vì chúng con nói đó nếu thiền nam tử thiền nữ nhân sau khi như là diện đồ thế nào mà có thể được kinh pháp hoa này phật báo cố hiền bồ tát rằng nếu thiền nam tử thiền nữ nhân thành tử bốn phương thời sau khi Như Lai diệt độ sẽ được kinh pháp hoa này một là được các đức phật hộ niệm hai là trong các gốc công đức ba là vào trong chính định bốn là phát lòng cứu tất cả chúng sinh thiền nam tử thiền nữ nhân thành từ bốn pháp như thế sau khi Như Lai diệt độ quyết được kinh này lúc đó Ngài Phổ Hiền Bồ Tát bạch Phật rằng thế tôn 500 năm sau trong đời á trường nếu có người thụ trì kinh điển này con sẽ giữ gìn trừ các sự khổ hoạn làm cho được an ổn thiên công ai tiền lợi đình tiền làm hại hoặc ma hoặc con trai của ma hoặc con gái của ma hoặc dân ma hoặc người bị ma dựa hoặc già xóa hoặc la sát hoặc cứu bằng tràng hoặc tỳ xá xa hoặc cán giá hoặc cú đơn na hoặc vi đà la vân vân những kẻ làm hai người đều chẳng tiện lời người đó hoặc đi hoặc đứng đồng tụng kinh này bây giờ con cưỡi thượng vương trắng sau ngà cùng chúng đại bồ tát đều đến chỗ người đó mà tự hiện thân ra để cúng dường thu hộ an ủi tâm người đó cũng để cúng dường kinh pháp hoa người đó nếu ngồi suy nghĩ kinh này bây giờ con lại cởi tưởng vương trắng hiện ra trước người đó nếu ở trong kinh pháp hoa có quên mất một câu một bài kệ con sẽ dạy đó chúng
cùng đồng tụng làm cho thông thuộc. Bây giờ người trụ trì đồng tụng kinh Pháp Hoa được thấy thân con lòng rất vui mừng, lại càng tinh tiến do thấy thân con nên liền được tam muội và đà la ni tên là Triền Đà La Ni, trăm nghìn muôn ứng Triền Đà La Ni, pháp âm phương tiện Đà La Ni. Được những môn Đà La Ni như thế, đời ác trượt hàng tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di, người cầu tìm người tu trì người đồng tụng, người biên chép mà muốn tu tầm kinh Pháp Hoa này, thời trong 21 ngày phải một lòng tinh tiến mãn 21 ngày, rồi con sẽ cởi tường vương trắng sau ngà cùng vô lượng Bồ Tát vây quanh. Dùng thân mà tất cả chúng sinh ưa thấy hiện nơi trước người đó, để vì nói pháp chỉ dạy cho lợi ích vui mừng, cũng lại cho chú Đà La Ni. Được chú Đà La Ni này thời không có phi nhân nào có thể phá hoại được, cũng chẳng bị người nữ làm hoặc loạn, con cũng đính thân thường hộ người đó, cuối mong đừng thế tôn nghe con nói chú Đà La Ni này. Liền ở trước phần mà nói chú rằng đàn đĩa đàn đà bà đĩa đàn đà bà đế đàn đà cứu xa lễ đàn đà tu đà lễ tu đà lễ tu đà la bà đế phật đà ba chiên nệ tám bà đà la ni a bà đà ni tám bà bà cha bà đà ni tu la bà đà già bà lý xoa ni tăng già niết già đà ni a tăng kỳ tăng già bà già địa đế lễ a nọ tăng già đau lường a la đế ba la đế tăng bà tăng già địa tam ma địa già lan địa tăng bà đạt ma tu ba lời sáng đế tăng bà tán đoạ lâu đà kiều xa lượng a nâu già địa tân a tỳ cán lời địa đê thế tôn. Nếu có bồ tát nào được nghe chú Đà La Ni này phải biết đó là xứng thần thông của cô hiền. Nếu kinh Pháp Hoa lưu hành trong diêm phù đề, có người thu trì thời nên nghĩ rằng đều là chứng oai thần của phổ hiền. Nếu có người thu trì đồng tụng ghi nhớ chân chính hiệu nghĩa thú trong kinh đúng như lời mà tu hành, phải biết người đó tu hành phổ hiền ở nơi vô lượng vô biên căn đứng phẩm sau trồng gốc lành được căn đứng như lại lấy tay xoa đầu. Nếu chỉ biết chết người này mệnh chung sẽ sinh lên trời đau lời. Bây giờ bốn muôn tám hiền thiên nữ trôi căn kỳ nhạc mà đến trước đó, người đó liền đồi mũ bảy bao ở trong hàng thể nữ vui chơi quái là muốn là thủ trì độc tụng ghi nhớ chân chánh hiểu nghĩa thú kinh đúng như lời mà tu hành. Nếu có người nào
liền lên cung trời đau xứng chỗ Di Lặc Bồ Tát mà sinh vào trong hàng quyến thuộc trăm nghìn muôn ứng thiên nữ đấng Di Lặc Bồ Tát có 32 tướng chúng đại Bồ Tát cùng nhau vây quanh. Có công đứng lại in như thế cho nên người trí phải một lòng từ chém hoang bao người chết thu trì đồng tụng ghi nhớ chân chính đúng như lời tu hành. Thế Tôn con nay dùng chức thần thông giữ gìn kinh này sau khi Như Lai diệt độ làm cho rộng lưu bố trong diêm phù đề kiến chẳng dưng mất lúc bây giờ đứng Thích Ca Mâu Ni Phật khen rằng hay thay hay thay vô hiền à, ông có thể hỗ trợ kinh này làm cho nhiều chúng sinh an vui lời in ông đã thành từ bất khả tư nghị công đức lòng từ bi sâu lớn từ lâu xa đến nay phán tâm vô thượng chính đẳng chính giác mà có thể thân hành nguyện thần thông đó để giữ gìn kinh này ta sẽ dùng xứng thần thông giữ gìn người hay thù trì danh hiệu Phổ Hiền Bồ Tát Phổ Hiền nếu có người thủ trì đồng tùng ghi nhớ chân chính tu tập biên chém kinh pháp hoa này phải biên người đó thời là thầy đứng Thích Ca Mâu Ni Phật như từ miệng Phật mà nghe kinh điển này phải biết người đó cúng dường cho Thích Ca Mâu Ni Phật phải biết người đó được Phật ngài khen lành tay phải biết người đó được Thích Ca Mâu Ni Phật lấy tay xoa đầu phải biết người đó được đứng Thích Ca Mâu Ni Phật lấy y trầm cho người như thế chẳng còn lại ham ưa sự vui trong đời chẳng ưa kinh sánh viết chép của ngoài đạo cùng lại chẳng ưa gần gũi ngoài đạo và các kẻ ác hoặc kẻ hàng thịt hoặc kẻ nuôi heo chê gà chó hoàng thờ săn hoàng kẻ buôn bán sắc gái người đó tâm ý ngay thật có lòng nghĩ nhớ chân chính có chức phung đứng người đó chẳng bị ba món đông làm não hại chúng chẳng bị tính ghen ghen ngã màng tà mạng tăng thường mang làm não hại người đó yên muốn biết đủ có thể tu hạnh Phổ Hiền Phổ Hiền sau khi Như Lai diệt độ 500 năm sau nếu có người nào thấy người tu thì đọc tụng kinh pháp hoa phải nghĩ rằng người này chẳng bao lâu sẽ đến đạo tràng phá căn chúng ma thành vô thượng chính đẳng chính gia truyền pháp luân đánh pháp cổ tội pháp loa lưới pháp vụ sẽ ngồi trên pháp tòa chư tử trong đại chúng trời người Phổ Hiền nếu ở đời sau có người thủ trì đồng tùng kinh điển này người đó chẳng còn lại ham ưa y phục giường nằm những vật nuôi sống chỗ mong cầu chẳng luôn cùng ở trong hiện đời đưa phúc bao non nếu có người kinh chê đó rằng ông là người điên cuồng vậy luôn làm hành ấy trọn không được lời in tôi báo như thế sẽ đời đời không mất nếu có người cúng dường khen người đó sẽ ở trong
Nếu lại thấy người thụ trì kinh này mà nói bày lỗi quấy của người đó hoàng thân hoàng chẳng thật, người này trong hiên đời mắng bình bạch lại nếu kinh cười người trì kinh sẽ đời đời răng nếu thưa thiêu. Môi xấu mùi dẹp tay chân công quèo măng lẽ thân thể hôi dơ ghẻ giữ mau mũi bùng thủng hơi ngắn bị các bệnh nặng giữ cho nên phố hiện. Nếu thấy người thủ trì kinh điển này phải đứng dậy xa rước phải như kính phần. Lung phần nói phần phổ hiện Bồ Tát khuyến phán này có hằng hà xa vô lượng vô biên Bồ Tát đường trăm nghìn muôn ức môn triền Đà La Ni Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Vi Trần Số Các Đại Bồ Tát đủ đạo phổ hiện. Lung phần nói kinh này phổ hiện vân vân các vị Bồ Tát xa lời vân 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 các vị thanh văn và hàng trời rộng nhân phi nhân vân vân tất cả đại chúng đều rất vui thù trì lời Phật làm lễ mà đi. Kinh diệu pháp liên hoa quyển thứ bảy diệu âm hành trăm thành nước trên sao hoàng dương kinh này toàn nhờ công tống trì tà ma ngoài đào theo hơi gió lăn xa đào chân thường lưu thông muôn pháp đều biên dung. Nam mô pháp hoa hồi thượng phần Bồ Tát Nam mô pháp hoa hồi thượng phần Bồ Tát Nam mô pháp hoa hồi thượng phần Bồ Tát pháp hoa hài hồi đứng phần thân tuyến ba chú chín dụ nghĩa kính màu bảy cuốn gồm bao trùng hơn sáu muôn lời tướng tụng lời người trời. Nam mô pháp hoa hải hội chư Phật chư đại Bồ Tát chư hiền thánh tăng. Nam mô pháp hoa hải hội chư Phật chư đại Bồ Tát chư hiền thánh tăng. Nam mô pháp hoa hải hội chư Phật chư đại Bồ Tát chư hiền thánh tăng. Một câu nhiễm tâm thần đều giúp đến bờ kia nghi trí rộng tu tâm hắn dùng làm thuyền bè tùy hỷ thấy cũng nghe thường làm chủ với bạn hoặc lấy hay là bỏ qua tai đều thành duyên hoặc vẫn cùng với nghịch. Chọn nhân đây được thoát nguyện ngày tôi dài thoát y báo cùng tranh bao thường tuyên kinh màu này một khỏi đến một chân đều là vì lợi vật cuối mong càng đứng phần tâm nhờ hỗ trợ cho. Tân ca hàng Bồ Tát kính giúp chứng quy linh nơi nơi chưa nói kinh đều vì chúng khuyên tinh phạm chỗ có nói pháp đinh thân thơ cúng dường một câu cùng một kệ tăng tiến đạo Bồ Đề. Một trắng và một hương tròn không hề thôi chuyện trời A Tu La Gia cho thầy đến nghe pháp đó nên chi tâm ủng hộ Phật pháp khiến trường còn mỗi vì chiến tu lời Phật dạy. Bao nhiêu người nghe đến chốn này hoàng trên đấng liên hoàng hư không thường với người đời chính lòng từ ngày đêm tư mình nương pháp ở nguyện trang thế giới thường an ổn phung tri vô biên lợi quần sinh. Bao nhiêu tội nghiệp thấy kêu trừ xa lìa ca khổ về biên tình hằng dùng giới hương xoa vòng xa
chi đình phụng để giúp thân. Hoa màu bồ đề khắp trang nghiêm tùy theo chỗ ở thượng an là Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát.